Hello, chào mừng anh em đã đến với Thỏ Ngập Comics. Anh thấy đó, việc nhân vật chính chuyển sinh sang thế giới mới trong một cơ thể cũng hoàn toàn mới hẳn là chẳng còn xa lạ với anh em phải không nào? Tuy nhiên, khi chuyển sinh thì người ta lại chẳng được chọn cơ thể của mình. Hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngập Comics đến ngay với Top 7 Manhwa Manhua comment tái sinh trong cơ thể phế phẩm. Và đừng quên để lại một like, đăng ký kênh để ủng hộ cho Thỏ Ngập Comics tiếp tục ra mắt những video chất lượng để gửi đến cả nhà nhé. 7. Phế vật dòng dõi Ba Tước. Thể loại hành động phiêu lưu, hài hước, fantasy, manhwa, seinen. Khi tôi mở mắt ra, tôi đang ở trong một cuốn tiểu thuyết. Sự ra đời của một anh hùng, The Birth of a Hero, là một cuốn tiểu thuyết tập trung vào một cuộc phiêu lưu của nhân vật chính. Choi Han, một nam sinh trung học được chuyển đến một chiều không gian khác với trái đất. Cùng với sự ra đời của vô số anh hùng trên lục địa, tôi đã trở thành một phần của cuốn tiểu thuyết đó với tư cách là gia đình Ba Tước. Gia đình giám sát lãnh thổ, nơi có ngôi làng đầu tiên mà Choi Han đến thăm. Vấn đề là Choi Han trở nên khó khăn sau ngôi làng đó, và tất cả mọi người trong đó đều bị sát thủ tiêu diệt. Vấn đề lớn hơn là thực tế là người mà tôi đã trở thành, tên ngu học phế vật. Không biết về những gì đã xảy ra trong làng và gây rối với Choi Han, chỉ để bị đánh cho tơi tả. Đây sẽ là một vấn đề. Tôi cảm thấy như có điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra với tôi. Nhưng thật đáng để tôi cố gắng biến điều này thành cuộc sống mới. 6. Thế giới võ thuật của Pháp Sư. Thể loại hành động phiêu lưu fantasy manhwa võ thuật. Ở tuổi 78, Midran là một Archmage đang tìm cách đạt đến vòng tròn thứ 8. Sau đó ông ta đột nhiên bị biến thành một đứa trẻ. Liệu ông ta có thể phục hồi năng lượng từ tiền kiếp của mình và trở thành Archmage của vòng tròn thứ 9 không? Đây là câu chuyện về cuộc đấu tranh của Archmage ở thế giới võ lâm. 5. Thả vũ nữ đó ra. Thể loại hành động phiêu lưu drama fantasy harem manhua lãng mạn siêu nhiên. Một kỹ sư nam xuyên không sang thế giới khác và trở thành hoàng tử. Nơi này rất giống với thời trung cổ của châu Âu, nhưng đồng thời nó có vẻ khác biệt. Phù thủy thực sự tồn tại và họ thậm chí còn sở hữu sức mạnh ma thuật. Sức mạnh ma thuật chỉ để làm lực lượng sản xuất, cứu các phù thủy, giải phóng lực lượng sản xuất, mở bản đồ, chiến đấu với ma quỷ, phá vỡ âm mưu, leo lên cây khoa học và công nghệ và mở ra con đường nông nghiệp. 4. Sự trở lại của Pháp Sư Tám Vòng, thể loại fantasy manhwa shonen. Henry Morris là một Pháp Sư Tám Vòng, là một huyền thoại, một trong những người sáng lập đã giúp bạn mình trở thành vua của một đế chế thống nhất. Sau khi con trai lên ngôi, Henry bị xử tử với cáo buộc sai lầm là lãnh đạo một cuộc nổi dậy chống lại đế quốc. Sau đó, anh ta tỉnh dậy trong cơ thể của Henry Morris trẻ tuổi, con cả của một gia đình Nam Tước, người có cùng tên với anh. Henry xoay chuyển cuộc sống của mình bằng cách một lần nữa học lại phép thuật và cả kiếm thuật để trở thành kiếm sĩ ma thuật đầu tiên, tất cả chỉ vì mục đích trả thù. 3. Tiêu diệt ác nhân, thể loại hành động manhwa. Sau khi bị buộc tội giết đồng nghiệp, Cassian Lee đã tìm đến cái chết của mình. Ngay lúc anh nghĩ rằng tất cả đã kết thúc, linh hồn của anh đột nhiên bị chiếm hữu bởi cơ thể của một cậu bé và anh thức tỉnh như một kẻ xấu. Một Psyker nổi tiếng, đẳng cấp nhất, người mà mọi người ghen tị, đã biến thành kẻ phản diện chỉ sau một đêm. Chuyện gì sẽ xảy ra với Cassian đây? Hãy cùng đón đọc bộ truyện giả tưởng đầy kịch tính này nhé! 2. Chúa tể đồng tiền, thể loại hành động drama manhwa siêu nhân. Chun Jung-myung, con trai thứ 3 của CEO của tập đoàn giàu thứ 5 thế giới, Ji Young Group. Anh ấy có trợ lý làm việc dưới quyền là Seong Chang-uk. Trong khi Seong Chang-uk cố gắng giết Chun Jung-myung và che đậy đó là một tai nạn, Seong Chang-uk đã vô tình bị điện giật cùng với ông chủ của mình. Đó là khi họ thấy mình bị mắc kẹt trong cơ thể của nhau. Bạn muốn tôi trở thành một tay chơi mà thế giới chưa từng thấy trước đây. Tôi sẽ mở ra cánh cửa địa ngục nếu tôi làm điều này.
Đây là phần bắt đầu cuộc hành trình bất tận của Chung Jung Myung, chúa tể đồng tiền. Một, Hoa Sơn tái khởi, thể loại hành động phiêu lưu fantasy manhwa. Chung Myung, đệ tử thứ 13 của môn phái Hoa Sơn, một trong ba kiếm sĩ vĩ đại, Thánh Kiếm, đã đánh bại ma vương Chun Ma, kẻ đã mang đến sự hủy diệt và hỗn loạn cho thế giới. Sau trận chiến, anh chút hơi thở cuối cùng trên đỉnh núi của môn phái quỷ. Anh ta tái sinh sau 100 năm trong cơ thể của một đứa trẻ. Khôi phục môn phái Hoa Sơn đã bị lãng quên hơn 100 năm kể từ trận tử chiến với ma vương Chun Ma. Liệu anh sẽ thành công hay thất bại? Thế giới có yên bình sau cái chết của ma vương hay lời tiên tri của hắn sẽ thành sự thật? 3. Đây là top 7 manhwa manhua comment tái sinh trong cơ thể phế phẩm mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết mất rồi. Các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thảo Ngọc Comics biết để mình gấp rút cho ra mắt các top tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe Thảo Ngọc Comics ngay lập tức để đón xem những video mới và hay nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!